Với tình hình căng thẳng không dứt của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nền kinh tế thế giới trong thời gian qua đã có những sự thay đổi bất định, gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn đến các nhà đầu tư trong nước. Trước diễn biến phức tạp này, mới đây câu lạc bộ các nhà kinh tế đã tổ chức buổi hội thảo để cùng phân tích và tìm ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư. Vào ngày 10 tháng 8 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ các nhà kinh tế đã tổ chức hội thảo thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2019-2021, cơ hội đầu tư cổ phiếu mới với sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư chứng khoán. Tại hội thảo, các chuyên gia đã cùng tập trung phân tích thực trạng nền kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam và dự báo một số ngành thời ở Việt Nam trong thời gian tới mang đến nhiều cơ hội đầu tư mới. Để xác định ngành thời hiện nay, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Hải, trưởng khoa kinh tế Trường Đại học Kinh tế Luật thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra các tiêu chí đánh giá dựa trên nhu cầu thị trường, thâm dụng công nghệ, văn hóa địa phương, xu hướng thế giới và quá trình chuyển đổi đáp ứng của nền kinh tế. Theo đó, một số nhóm ngành được dự báo sẽ có nhiều cơ hội phát triển cho các nhà đầu tư là nhóm ngành công nghệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và du lịch, trải nghiệm văn hóa. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng ngành bất động sản hiện nay còn có rất nhiều tiềm năng phát triển. Các nhà đầu tư nên quan tâm đến các cổ phiếu của nhóm ngành này. Xét trên cái khía cạnh về nghiên cứu ngành về cổ phiếu, thì tôi tin là những cái nhà đầu tư tham gia trên thị trường nên có một cái nhìn dài hạn hơn. Ví dụ như trong ngành bất động sản, thực sự là một cái ngành rất là lâu đời. Tuy nhiên nhu cầu luôn luôn lớn và chúng tôi luôn luôn đặt trong một cái bối cảnh cụ thể và lựa chọn ra những cái cổ phiếu mà có cái sức mạnh. Quan điểm của tôi thì một số cái yếu tố công nghệ là lành rồi, nhưng mà tôi rất tâm đắc với cái ngành về nông nghiệp sạch. Mà các anh hình dung là tất cả những tập đoàn bây giờ có cái phân khúc đi vào các cái nông nghiệp sạch. Hai là cái bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, trái với nhận định trên, ông Đặng Đức Thành, tổng giám đốc công ty Thảo Dược Xanh cho rằng đầu tư bất động sản hiện nay không có nhiều hiệu quả bởi nguồn cung trên thị trường ngày nay quá nhiều, trong khi đó nhu cầu thấp và có tình trạng cung cầu không gặp nhau. Theo ông Thành, ngành thời hiện nay là ngành du lịch hàng không, ngành dệt may, ngành ứng dụng công nghệ và ngành dược phẩm. Ngành thời không có nghĩa rằng nhá, là xã hội người ta đương nhiên là ngành người ta rất cần, nhưng mà trong cục bộ á, từng cái giai đoạn nó hết thời. Trong đây á, ví dụ như bán căn hộ mà giá bình dân á, như Nam Long, ok, cái đó là ngành thời. Còn nhưng mà nếu mà nói về ngành những cái sản phẩm mà cao cấp mà lẽ ra tôi gạch ngang luôn hết thời. Trước các nhận định trên, ông Võ Trí Thành, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, việc lựa chọn nhóm ngành lĩnh vực đầu tư cần có sự quan sát kỹ lưỡng và tầm nhìn xa, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bất định, nhiều rủi ro, các nhà đầu tư nên cẩn trọng kiểm soát tốt rủi ro, không nên quá vui sướng khi nghĩ rằng chúng ta có nhiều cơ hội khi tham gia các hiệp định thương mại tự do mà quên mất sự biến chuyển của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, sự bất ổn của địa chính trị ở các khu vực Trung Đông, Đông Bắc Á cũng gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam.